Kính thưa quý khán giả đài truyền hình STTN, ngày 8 tháng 5 năm 2010, tại Hà Nội và Sài Gòn, báo chí nhà nước Cộng sản đã tiến hành một chiến dịch nhằm tường thuật về buổi lễ nhậm chức của Đức Tổng giám mục phó mới, Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, trong đó nhấn mạnh nhiều lần một câu của Thông tấn xã Việt Nam: được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Đức Giáo Hoàng đã tiến hành việc bổ nhiệm này. Nhiều đồn đoán và sự việc đã xảy ra, Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt phải ra đi. Ngày 14 tháng 5 năm 2010, đài RFA phỏng vấn giám mục Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam về sự kiện Tổng giám mục Kiệt từ chức. Chung quanh biến cố thay bậc đổi ngôi ở Tổng giáo phận Hà Nội, chúng tôi đã phỏng vấn. Là theo truyền thống của người Công giáo từ trước tới giờ, các giáo dân đều có một lòng tôn kính và phải nói là vâng phục các linh mục và đặc biệt là các giám mục và Đức Giáo Hoàng nữa. Cho nên các giáo dân rất là dị ứng về việc phải lên tiếng phê bình các đấng chức sắc ở trong giáo hội. Thậm chí ngày xưa người ta còn nói rằng là mỗi một khi mà có gì, nói gì, làm gì mà chống cha, tức là chống Chúa. Thế thành ra từ cái quan niệm đó làm cho người Công giáo rất là dè dặt. Đó là một thái độ. Nhưng mà ngược lại lại có một cái thái độ thứ hai, là mỗi khi nhìn thấy và bất mãn về cái đường lối của giáo hội hay là của một giám mục hay là của một linh mục nào, thì các giáo dân đó lại phản ứng một cách rất mạnh mẽ và nói rằng là từ nay tôi không đi nhà thờ nữa, tôi bỏ đạo luôn. Thì tôi cho rằng đó là hai cái thái cực mà chúng ta không nên có. Đối với tôi, thứ nhất là đạo là đạo của Chúa. Chúng ta tin ở Chúa, chúng ta đi theo Chúa. Mà đạo của Chúa không phải là một ông giám mục này hay không phải là một ông linh mục kia. Họ đã sai thì chúng ta hãy nên phê bình họ sai. Nhưng mà Chúa thì không bao giờ chúng ta bỏ. Mà thực tế thì đã có lần chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong một đại nghi lễ năm thánh đã công khai xin lỗi toàn thể thế giới về những sai lầm thiếu sót của giáo hội. Và kể cả giáo hội Việt Nam nữa, cũng các đức giám mục cũng đã công khai lên tiếng xin lỗi về những sự sai lầm của họ. Thế thì chúng ta có cái gì đâu để mà phải sợ khi nhắc nhở họ về những sai lầm. Tôi phải nêu lên hai cái điều này. Thứ nhất là đức tính vâng lời. Và thứ hai là lời khấn vâng lời. Về cái việc mà Đức Tổng giám mục Hà Nội từ chức, lý do chính thức về lý do sức khỏe. Nhưng mà có nhiều cái nghi vấn ở trong cái vấn đề sức khỏe của Ngài đặt ra. Bởi vì Đức Tổng giám mục Kiệt là một vị giám mục trẻ nhất ở Việt Nam. Và nhìn những cung cách Ngài làm việc và Ngài xử trí thì người ta không nhìn thấy có một cái dấu hiệu nào về sức khỏe ở nơi Ngài cả. Và từ đó cho nên người ta đặt ra nhiều giả thuyết. Ngàn bằng người ta không tin là vấn đề sức khỏe đây là một lý do chính đáng. Cái vấn đề sức khỏe của Đức Tổng giám mục Kiệt chỉ được đặt ra khi sau khi mà chính quyền Cộng sản Việt Nam lên tiếng công khai đuổi Ngài, muốn đuổi Ngài ra khỏi giáo phận Hà Nội. Và cái vấn đề sức khỏe của Ngài cũng chỉ được đặt ra khi mà Vatican đã gửi thơ nói với Ngài là hãy dịu giọng lại trong việc đòi đất tòa khâm sứ. Tôi cho tới giờ này thì tôi không có dám chắc, bởi vì tôi cũng không có cái bằng chứng nhiều để quả quyết rằng ai là điệp viên Cộng sản ở trong Vatican. Tuy nhiên nếu tòa thánh nhìn cái sự việc ở Hà Nội bây giờ, thấy là cái quyết định của mình, cái con đường của mình đã gây rối loạn như vậy, thì mở lại hồ sơ xem cái vai trò Đức ông Cao Minh Dung đã làm gì, tường trình gì để có cái hậu quả như ngày hôm nay. Là hầu hết tất cả những giáo dân mà đang mà trông mong một cái cuộc tự do tôn giáo ở tại Việt Nam đều không chấp nhận được cái việc mà Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt phải rời khỏi Tổng giáo phận Hà Nội, bởi vì đó là cái sự mong ước của tất cả mọi người. Nghi lữ là tường trình từ San Jose. Ngô Quang Kiệt sẽ đồng hành với tất cả giáo dân để làm thế nào có một cái cuộc tranh đấu đòi tự do dân chủ, đòi tự do tôn giáo ở Việt Nam.